Rồi, xin chào các bạn. Bữa nay tiếp tục đi thăm bẫy thôi các bạn ơi. Đem thăm cái luồng bẫy này, mình đem thêm cái bẫy bẫy không nữa, rằng là thay đổi bẫy mới nha bạn. Lúa dưới mười mấy con chuột rồi bạn. Cái luồng bẫy này 10 cái nha bạn ơi. Rồi chúc các bạn ngày mới vui vẻ các bạn ơi. Khi nào tới bẫy mình quay cho các bạn coi. Chứ bây giờ còn xa lắm mới tới bẫy. Rồi đó là bẫy đầu tiên các bạn ơi, mình lấy bọc lúa luôn nha bạn. Cái bẫy này là hai tầng mình chưa thăm nha bạn ơi. Bẫy này là hai tầng, đúng hai tầng rồi, trong bụi tre các bạn thấy quả rồi, lâu lắm rồi bạn. Ai bỏ cái thuốc ra nó chết rồi đó. Trời ơi trời, chết rồi các bạn ơi, vô các bạn ơi. Các bạn ơi chút rồi nè. Đúng đấy các bạn ơi, chết rồi đó. Còn cái này đang bạn ơi, đang vô bạn ơi. Còn ngủ cho con hành quá trời đá bạn ơi, còn ngủ nặng dữ lắm bạn ơi. Thịt bạn ơi, thịt bạn ơi, quá trời đá rồi bạn ơi. Sướng rồi, sướng rồi bạn ơi. Mình mở bao ra nghe các bạn. Đúng rồi, rút rồi. Cái này là rút các bạn ơi. Rút cán rồi. Trời ơi trời các bạn ơi. Quá trời quá đất rồi các bạn ơi. Trời trời, không ngồi yêu con rắn. Quá trời đã luôn bạn ơi con này. Trời 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 con rắn. Ôi nó ỉa ông ngộ vô bạn ơi. Trời trúng mánh rồi. Vô lúc rồi bạn ơi. Cái đầu tiên cái kiểu này lúc rồi. Trời 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 trời. Ở đây mà có hàng này cho ta. Đây có hàng khủng gì cho trời cái nè. Hôm qua mình hôm kia giờ mình đi với anh em thú vui sông Bắc rồi các bạn. Cái mình quay cái clip mình cũng được con hai con rắn bự gì nè, bự hơn cả kilo luôn. Rắn cho các bạn 900g mà. Rồi bắt đầu mình quay cái clip xong, xong xuôi về nhà tính hôm qua đăng lên quên xóa mẹ nó tiêu luôn. Trời con rắn quá trời đã bạn ơi. Quá trời sướng rắn rồi. Con nội ơi. Bắt luôn các bạn ơi. Chứ nào chịu nổi. Đem cái bẫy theo chiều bỏ chuột luôn các bạn. Mới cái đầu tiên lụm mà. Không nổi chết à. Cái cây thọt nó còn cây luôn trời. Đây nè các bạn. Chú lưới nè bạn. Mới cái đầu tiên lụm liền. Lụm hạt rồi. Mới cưa mê là. Không nổi con ngắn. Gì mới có tiền nè bạn. Cái tung té. Tung té không à. Quá trời đã luôn bạn ơi. Con mà đẹp không các bạn? Con nào mấy cực kỳ đẹp. Gắn mà dính luôn cả này cho nó sướng các bạn. Sướng gà giả mang luôn. Gà mộ rồi. Quá đã bạn ơi. Sướng là mê liền. Trời ơi trời, quá trời, một ký luôn ngắn này các bạn ơi. Ngắn là cả một ký luôn á. Quá trời bự luôn các bạn. Ông ngộ đưa cầm nè. Quá cỡ ngắn. Rồi rồi tắt máy bỏ vô các bạn ơi. Rồi tới cái bẫy thứ hai các bạn ơi. Rồi chó nó quậy banh nữa, nó bị nữa các bạn ơi. Đi từ xa chưa tới thấy bị banh nữa rồi. Chiến nào cũng bị hết trơn nội ơi. Không nhận thì chứ này. Mỗi chiến mỗi bị. Ngộ thiệt chứ này bạn. Mặc bao nhiêu thì bị con chó làm hết trơn thiệt tình. Banh mẹ bẫy nữa nè bạn. Không nhận thì chứ mấy con chó này. Phá dữ thiệt chứ. Hết sữa luôn rồi.
Chiến nào cũng bị, mỗi chiến mỗi bị ông nội ơi. Hết người ta đạp rồi tới cẩu. Thiệt là tình á. Ôi. Rồi, 10 cái hương cái còn 9 nè bạn ơi. Không ổn rồi. Rồi, để con quay tới cái tiếp theo qua cho các bạn coi. Xịu sạn tới nữa các bạn ơi. Giờ dịch điểm bị thì chết tùm lum tà la hết trơn. Có khi đùi nữa không? Giờ ra nữa rồi bạn ơi nè. Công nhận thiệt chứ nè. Bói ngoài bó ngoài nữa nè bạn. Công nhận thì chán thiệt chứ. Nản gì đâu nè. Đó nè, cắn banh nữa nè. Trời ơi là trời. Ngộ nha, cái bẫy này ngộ, em lôi ra ngoài, xong lôi kiểu kỳ vậy đó. Bạn thấy không? Thôi rồi, làm tao bán. Bị hoài luôn. Chán thì chứ. Sửa lại các bạn ơi. Ngoài tường này có một cái bạn ơi. Để gọt lúa theo. Trời ơi trời, mới xong 3 cái rồi thôi. Nó dớt rồi, nó 2 cái rồi bạn. Cậu á. Dứt 2 cái rồi. Ôi trúng lỏng nữa bạn ơi. Rồi thấy có phần rồi bạn ơi. Có được rồi đó. Hoặc biết bự nhỏ rồi. Mình chưa được tới thấy phần nó ló ra ngoài nè. Trà phần cũng nhiều bạn ơi. Phần chắc hành. Phần này đỡ lắm bạn ơi nè. Thấy không nè. Phần nè. Ngon nè. Thấy có phần là ngon quá. Không biết bự nhỏ thôi. Trà phần thú ra ngoài dữ lắm bạn ơi. Đang là lúc ngoài luôn nè. Thấy không? Còn này còn gì đang dưới hả? Trời ơi, bạn ơi, khủng long nữa bạn ơi, nè bạn ơi, nó cái đầu đây nè bạn ơi, bạn ơi vô nữa bạn ơi, ăn chịt bạn ơi, nè bạn ơi, trời ơi trời sướng bạn ơi, sướng sướng sướng, sướng bạn ơi, đúng là cậu cổ đãi bạn ơi nè, trời ơi trời, còn bộ ơi, vô lúc nữa bạn ơi, ngon ngon nè. Cánh bốn cũng như hai cái lần trời nó sướng bạn ơi, đã thấy ghê rồi, sướng 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 bạn ơi, ngon cơm trời nó đã một cái đầu trời giờ trời má lửa bạn ơi nè, nhức nữa rồi bạn ơi, có vô tháng hai con nhức rồi, sướng thì bắt luôn. Đã bạn ơi, đã vô cùng đã rồi. Con nãy lớn nè bạn à. Rồi phán thêm con nữa. Rồi nó xuống dữ vậy ta. Vô rồi. Tổ đại, tổ đại, tổ đại bạn ơi. Thứ hai cái là hai con rắn. Kệ nó. Không sao. Không sao hết. Vì là có sống rồi bạn ơi. Bắt luôn nha bạn. Trời mới lại thấy cứt té là cũng mê rồi. Con liền bạn ơi. Con liền kèo luôn. Nó sướng bạn ơi, đã gì đâu. Nó bò ra đây nha bạn. Nó. Trời ơi trời, ông mậu con nào con nấy, ông mậu ơi nó sướng gì đâu bạn ơi. Sướng. Trời ơi trời. Con này nhỏ hơn con nãy nha bạn. Con này chắc khoảng 700 gram nha. Sướng, có là ngon. Trời trời nó sướng mọi người. Rồi, để mình bỏ vô túi lưới các bạn ơi. Vô rồi các bạn ơi. Càng cá thứ 5 các bạn ơi. Càng đẹp lên mình đang bẫy theo nha. Nó hơi xa nha bạn. Có một cái một duy nhất còn đây nha. Mình có dính mình quay các bạn coi. Rồi mình lấy dần đổi bẫy. Còn nếu không dính á thì cũng đổi bẫy luôn, nó hết lúa các bạn. Có 4 cái làm 2 con các bạn. Thì nó phá 2 cái bẫy, xong quá 2 bẫy cũng có hy vọng lắm. Tổ đãi, trời đãi các bạn. Chiến nào nằm như mình đi không bị hư á, không bị cẩu tặc á, là này kia á. Ăn cơm nó không vô các bạn. Hình như nó quậy quanh trần nữa các bạn ơi. Rồi mất cái bẫy luôn các bạn ơi. Trời ơi là trời, sao quýnh nữa rồi nè các bạn ơi nè. Cắn banh chành lôi đi nữa nè. Chiến nào cũng bị hết trơn trời. Nó hết mẹ 3 cái còn đâu nữa xài nè. Các bạn
Nói là trời, sao bị hoài vậy ông nội? Nản thiệt chứ. Rồi, ba cái. Tới cái thứ sáu các bạn ơi. Ở đó có người nữa kìa bạn. Trời ơi, chết nữa đó. Nó có 5 cái, bảy tạc quốc mẹ ba này. Dồm dồm hoài, mắt nhịp nữa các bạn ơi. Cái này còn nguyên nè. Chia đâu với bảy tạc rồi. Cậu tạc này không được rồi. Còn chuột luôn, con chuột ló đầu nè. Trời trời, dính luôn các bạn ơi. Con chuột còn còn nãy luôn nè. Giờ chuột nhắn chuột bét à. Ô, bắt nó ra luôn các bạn. Để thôi. Ngồi. Kẹt khô mình nè. Trời trời. Đúng là cái nào còn là dính ông nội ơi. Xíu rồi. Chút mặn rồi nè. Lớn là bạn, chuột nha bạn ơi, rồi em tắt máy bỏ vô, trời ơi trời, 6 cái, còn 3 dính 3 cái, chó hút 3 cái, thử sàn cái thứ 7 các bạn ơi, thấy người ta đông quá bạn ơi, dễ mất lắm, ở đây giờ mình sợ lắm, ở đây nó khóa dữ dằn lắm các bạn, cái này cái thứ 7 nha bạn, khóa dữ lắm khóa. Sơ hội là lấy, sơ hội là lấy các bạn ơi. Quá dữ lắm bạn ơi đây. Không ổn rồi. Không thấy gì chơi. Thấy con chuột chết rồi bạn ơi. Thấy cái cậu đầu rồi nè. Nè. Chết nè. Chút nhắc cái đời nào các bạn. Rồi bỏ lúa chết bữa đầu tiên chưa ăn miếng lúa nữa bạn. Giờ còn cái thiếu hoài các bạn. Thì hai cái kia nó không dính rồi tại có người ta. Mình không có quay nha các bạn. Giờ còn cái không biết nó lạc ở đâu không biết luôn. Trong cái đoạn đường này các bạn. Mình đặt mình kiếm không ra nó bị ta. Bị tặc chứ chó tặc nó kiếm hay quá bạn ơi. Công nhận thiệt chứ. Đời đúng rồi. Hiểu không nổi bạn ơi. Bị tặc chứ chó tặc làm mình quá trời làm luôn. Không biết giờ chỗ nào nữa bạn ơi. Mình kiếm từ từ bạn ơi. Rồi tới mình quay cho bạn coi. Con cái cuối cùng luôn á. Giờ xong 9 cái rồi. Chó tặc làm hết 3 rồi. Cổ tặc đó. Cái cuối cùng nó nằm đằng đây nữa các bạn ơi. Mà mình nè đằng kia kiếm muốn chết vậy. Nhớ rồi mình nhớ lại rồi. Mình đặt gần mấy sông rồi khúc đằng này nè. Cái đó mình đặt. Mình sắp đi về đó mình đặt nè bạn. Nó đầu đây nè. Chứ không phải ở trên kia. Nó lộn kiếm muốn chào rồi bạn ơi. Rồi đâu dê nè bạn ơi. Khi nào anh khẩu anh lôi nữa không? Bây giờ mình sợ không sợ anh gì chứ rồi. Chắc rồi nữa quá. Hay ba la chuối tóc ra nữa nè bạn. Tình hình này không thọ nữa quá. Rồi còn bạn ơi. Hay còn cái đầu nè. Còn bẫy ra được nè bạn ơi. Rồi dẹp đạp dẹp lép bạn ơi. Bị hoài luôn bạn ơi nè. Chỗ nào cũng bị hết trơn. Đi tới đâu cũng bị hết trơn. Ngộ thiệt chứ. Mất tiêu con chuột luôn. Công nhận bạn. Lùng bẫy nó có 10 cái. Mà nó đi kiểu này nó banh hết trơn. Đặt ở đâu cũng bị hết trơn. Ngộ thiệt chứ. Nè đạp nè. Đạp cái đầu không nè. Đặt tới dưới đây còn bị đạp. Chán thiệt nản thiệt bạn ơi. 10 cái mà hư 4 cái. Còn gì nó đâu xài. Chán thiệt, nản thiệt. Chưa lại gặp nữa. Chán thiệt. Rồi, xong. Có 10 cái 7 à, bị hết 4 rồi. Cái trái chuột có hết 5 mà. Chán thiệt bạn ơi. Chiến nào mình cũng bị chứ. Ngộ. Chuột còn được mấy con nữa bạn. Đó. Rồi. Ngon cơm luôn bạn ơi. Cái gì nữa không à.
Nản thiệt, nản thiệt. Đây. Đây bạn ơi. Được ba con nha. Ba con này có giá trị lắm nha bạn. Có một con thì gắn ba nha. Còn hai con nhất nha bạn. Ba con này cả 2 kg các bạn ơi. Dữ lắm à. Ba con này khủng lắm nha. Cũng xứng đáng đồng tiền lắm bạn ơi. Rồi. Clip đến đây là hết nha các bạn. Có 10 cái à. Rồi hẹn các bạn clip sau. Bye bye.